múc kia mà tới qua đầu gối luôn rồi. Cái gì ở dưới đây nè, không có được, qua đầu gối luôn rồi. Hầm thôi, thôi 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 đi không được rồi. Rồi xong luôn, xong luôn, xong luôn, rồi, xong luôn, xong luôn, ướt quần luôn. Đây quý cô chú anh chị, nhà trong của anh đó là vô đi không được, không được, té dòng sông nữa, nước chảy cuồn cuộn cuồn cuộn rất là ghê luôn. Mình đang nướng trên lò mà vậy nè quý vị, nè 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 nè, vô luôn hả? Đi vô thử coi nè, nè anh qua hả? Nè anh qua, anh qua em thử coi nè, nè em đi mà tới đây luôn rồi nè. Vô đã, vô luôn đi. Không biết có hố gì không nữa. Kệ đi nè, nắm tay hai anh em đi. Thôi đi dọn trước đi. Quần tôi ướt luôn rồi. Thì đã ướt rồi chứ sao vậy? Càng sâu nè. Càng sâu nè. Qua đầu gối luôn rồi. Lên tới. Vô tới đây nước đẩy dữ trời. Ôi nước mạnh quá, ghê quá. Đây mình vô mình quay cho bà con xem cái ngôi nhà của anh ở đây là nước ngập như thế nào quý vị. Đi trên bờ mà cũng như là đi dưới nước vậy. Phi tôm hiện tại đó, nước ngập lộ vậy đó. Giờ này là mấy giờ? Để em coi coi. Giờ này là gần 9 giờ đêm rồi. 8 giờ 45. Sao rồi? 8 giờ 45 rồi. Ghê quá à. Dạ dạ. Vậy nước lũ dâng cao về biết đường đâu chạy. Trời ơi. Trời ơi. Đây quý cô chú anh chị, đây là ở khu vực núi Cấm nè quý vị. Mưa hôm nay là nó trên lệch kìa, kìa cát kìa. Đâu? Nó nhảy trên lệch cả thước nước quý vị. Trời ơi. Rồi mình đi vào khu vực nhà của bà con ha. Nước này về nè. Rồi sao mà ấy. Cầm chắc nha. Yên tâm đi. Ê trời ơi. Không đi được rồi. Nhập hẹp tới đầu gối gì luôn rồi. Thôi chạy ra đi. Hả? Không được, càng vô càng sâu á. Vô nhập dễ lắm hả? Nhà bãi ngập vậy nè. Anh lội đi bắt cá vậy anh Phương? Cái lỗ này nè nha. Ghê hả? Nè, cấp à, cấp à. Xin đa cái được không? Ở sâu hơn nữa hả? Càng vô càng sâu hả? Dạ. Bên kia đây. Dưới đây. Giờ nước vô bô nghỉ nghỉ thấy luôn rồi. Xe nghỉ chạy hả? Nước này vô bô á. Mình chạy đẳng là xe nghỉ chạy luôn đó. Bởi vì đâu chạy. Thì cũng vậy đó.
loại loại dài nắng quay luôn. Ừ. Đây quý cô chú anh chị, đây là khu vực của một bên là núi Cấm. Đây là núi Cấm bên đây phải không? Đúng rồi, núi Cấm bên đó đó. Không nó quýnh nè. Xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay Tống Thở lại có mặt ở trên tỉnh biên vùng bảy núi nha các bạn. Ở đây là gọi là địa phương gì á? Mình điện Phương Trang nó cứu mình về được không? Này thuộc về tỉnh biên anh. Ủa, anh ở đâu? Cần Thơ, Cần Thơ. Cần Thơ hả? Chơi giờ kẹt đây rồi, kiếm xe về được không? Xe anh đâu? Xe đậu đắng rồi, đợi nước giật mới về nữa. Trời ơi. Điện được mà. Gọi giùm sao cho mấy người sao đi giùm cho con, gọi sao cần sao không đông á. Xe nó bị tắt máy vậy. Thôi. Trời ơi. Ở đẳng nước ngập dữ không anh? Mình đi Phương Trang được không? Tới nhuộn luôn. Đây đang điện Phương Trang chắc được mà, nghĩ chắc được mà anh. Ở đây là địa phận là tỉnh biên. Tỉnh biên có Tri Tôn. Tri Tôn. Tri Tôn. Tri Tôn. Đầu đường điều có cảnh cho biết người ta cướp mình á. Cái đường đường đi ba chốt có nghĩa là đường đường đi ba chốt á, nói quá nước ngập à. Trời ơi, hồi nào giờ tôi mới thấy. Dạ. Hồi nào giờ mới thấy nước ngập vậy luôn hả cô? Mới thấy lần đầu tiên. À. Trên vùng núi là ngập đấy ha. Mới thấy lần đầu tiên quá trời. Xe bị chết máy vậy vậy? Không dám đi, chết máy. Có xe gì mà không đi vậy? Thôi vậy mình đi vô trong thế ha. Đây quý cô chú anh chị, đây là đường Tri Tôn Ba Chúc. Thì quá ngập luôn. Với bà con đang đi du lịch. Đây lỗ nè. Một phút cho bà con xem. Đây là mặt lỗ nè. Cái nước ngập như thế nào. Đây mình cũng nhắc lại cho bà con là cái đường này đường là Tri Tôn Ba Chúc nha, cái đường đi lên Ba Chúc đây quý vị. Hướng mắt bên đây là hướng nước Cấm. Và giờ nước cũng như là nước. Nè nước tới đầu gối luôn nè. Như là biển luôn nè quý vị. Xe chạy nửa bánh xe luôn. Đây. Đó, cái này chạy vô trong nhà luôn. Nước nó ngập cái này đây nè. Ê. Đi lên. Nửa bánh xe luôn. Rồi tắt máy luôn rồi. Thì hiện tại thì 9 giờ nha các bạn. Nước ngập ấy, gần tới đầu gói nè quý vị, xe chạy không được bạn ơi. Nè, nó ngập về rồi. Chết luôn. Thôi nhà nó ngập vô nó hết trơn rồi, tấn luôn. Quá tràn nhiều luôn rồi quý vị, quá tràn nhiều nước luôn. Mình không biết sao luôn. Mình đi hay coi chừng nó sập hố té ướt hết trơn nha. Tính xe mà tới cỡ đó đó. Xe chạy gì đó bây giờ. Bài nào chạy xe được. Hên lắm, nó mới qua được cái phút nước này, cái xe mới còn chè nổ máy được cái gì. Nhìn đi thế thôi. Không đi đi ngay giữa là chắc ăn nhất. Thế thôi nó sập cái hố cái thế bà luôn. Giữa nó không có sao. Lên đây, nó có cái gì không? Không có gì đâu.
Nước lên tới đông đường gỗ luôn rồi. Đây quý vị, nước là ngập đường gỗ lên nè. Ở đây là dùng bể núi nữa, dùng bể núi bây giờ thành như cái biển rồi. Đồng bằng lại không có nước mà dùng bể núi lại nước ngập như là mùa nước nổi vậy. Quá ngập. Các bạn, nước mà tràn vô nhà vậy hả các bạn? Buổi tối rồi. Ở đây là lần đầu tiên nước ngập vậy luôn hả? Cái nhà 4 giờ 15 bị ngập. 4 giờ 15 sáng. Dạ. Ngập tới giờ luôn ha. Ngập tới giờ. Còn giờ 20 phút nữa. Dạ. Sáng vậy. Vậy là hồi nào giờ mới thấy ngập vậy luôn hả? Dạ dạ. Mới năm nay. À. Mới năm nay mà ngập vậy nè. Ở sâu trong kia là nó còn ngập hơn nữa không ha? Nước ngang đây. Đường hẻm hả? Nước bên nước. Dạ. Ủa mình đổ đâu nữa? Chi tôm ba chút. Chi tôm bên cạnh biên đây nó rất là sâu. Mình loại có khúc loại gần tới đầu gối gì. Có một số xe tắt máy. Có số bà con đi du lịch xe không có chạy được. Mình phải đậu xe ở trên cái xe cao rồi loại về để về quê. Bỏ xe lại luôn cái gì. Ở bên đây là cái hẻm này. Mấy con gái dân này đi đâu hả? Mua đồ ăn. Mua đồ ăn hả? Dạ. Nhà gần đây hả? Dạ. Nước ngập quá. Dạ. Lúc sáng giờ nước cái có giật bớt không vậy anh? À, tôi rồi đang đi kẹt xe tôi mới tới tôi cũng. Anh đi đi du lịch đấy hả? Chơi hả? Chơi. Dạ, rồi kẹt xe rồi anh làm sao? Xe đậu nắng rồi. Rồi xe anh chơi gì? Kho 4 chỗ. Rồi sao anh không dám chạy ở đây luôn hả? Không, tại nó ngập. Tại là thấy ngập rồi, không tắt máy rồi. Nó ngập tắt không anh? Tắt luôn hả? Anh đang tắt máy luôn hả? Tắt rồi, tôi đè máy rồi, tôi chạy lên bờ tôi đậu rồi. Rồi giờ này anh tính đi đâu? Bây giờ chờ nước giật rồi đi qua. Nước giật hả? Theo chắc không có giật nổi đâu anh? Không, không khả năng nào giật nổi, trong một lúc nổi đâu, có thể ngày mai, ngày mốt có giật nổi. Nhiều lắm á, anh giờ bên kia là giống như cái biển vậy đó, nguyên cái đồng lớn mà sao giật nổi một đêm được. Đồng hả? Trời ơi, lớn lắm anh ơi. Bên kia lớn dữ lắm, lớn luôn. Bây giờ dùng bể núi mà nước đổ tràn vậy đây nè. Rồi xe anh đi đông không anh? Đông, tôi đi tới gia đình hai chiếc lận. Chiếc 7 chỗ nè, đang đậu. Mà 7 chỗ mà chạy xuống nước không dám chạy hả? 7 chỗ đi được, kẹt chiếc 4 chỗ. Nó thấp quá ha. Chiếc kho nó thấp. Nó xuống nước rồi nó tắt ha. Tắt máy. Máy nguy hiểm lắm. Máy tới 60 triệu mà. Tại vì nước nó vô đó ha. Xe đậu nắng hả? Chết hả? Chết hả? Chiếc 7 chỗ. Rồi đây vô chổng có khúc nào ngập không anh? Ngập hết trơn luôn. Rồi sao anh chạy được? Thì dán bò ra đó, từ đâu vườn. Ở đây còn khúc này nữa hết anh rồi. Anh chỉ qua được khúc này qua đó, khúc này nó hết rồi. Mà khúc này sâu nè. Không, khúc này không cái này. Khúc này nữa ông Nguyễn hả? Nữa ông Nguyễn là vô cái đường nè. Cái đường hả? Còn mấy khúc kia sâu sâu không anh? Sâu. Mà khúc kia ra khó chạy lắm, tại u gà đâu không. Vậy ha.
gán bò qua khúc này nữa là xong rồi đó. Bởi vì không gán này bây giờ đi dò đường nè. Xây dựng chút xíu nữa là hết rồi. Mình cũng đã tối rồi, đầu mình quay cho bà con xem cái nước ngập ở vùng mình đi tôm qua chút nè. Mình đã đúng nước ngập rồi. Đó quá trời ngập luôn rồi. Cái con thấy là cái đường mà đi gần nữa Nguyễn như cái gì đó. Có khúc này thôi, không để ngập hơn, không để ngập hơn, sâu hơn á, sâu hơn. Trời ơi, mình nước ngập trên rồi. Mạo hiểm quá, mạo hiểm quá, đúng là hai anh em mạo hiểm quá. thế mà quý cô chú anh chị quay YouTube cũng không cực khổ chứ mà. Gian nan lắm, mà lỡ có gì cái máy móc ướt hết là cục vốn luôn quý vị. Lỡ sụp ổ gà cái là cục vốn liền á. Đây là dòm giống như là biển hồ lai láng nha quý cô chú anh chị. Nhìn đây nè. Nước mà tràn vô nhà đây kìa. Ở nhà cái tràn cái âm quý vị. Bên kia đây thì giờ... thì nó cao hơn chút đỡ. Nhưng đây. Mà ẩm nó chắc nó cũng ngập lên đến đó rồi. Đây là dòng bảy núi đó. Dòng bảy núi mà nước ngập vậy còn hơn là đồng bằng đó quý vị. Đồng bằng nó không ngập à. Đồng bằng nó có nước đâu, không có nước đâu. Lên tới đây ngập quá ngập luôn. Đây, xe chạy rồi. Đây tới khúc này sâu rồi. Tới lúc này sau rồi, tới lúc này lên tới đầu gối rồi. Tới này gần tới đầu gối rồi. Đó. Đó, hơn nửa bánh xe luôn. Đi vô sâu trong đó nó còn sâu dữ nữa. Anh trai nước ngập lâu chưa anh trai? Nước ngập đây lâu chưa? 5 giờ sáng tới vậy hả anh? Ừ, rồi anh đi bắt cá, có cá gì không? Có ếch, có gần. Ừ hả? Ngập lúc 5 giờ sáng tới giờ luôn? Dạ. Rồi đây dạy cháu ngập sâu không anh? Ngập xa, gần 300 mấy hả? Nhà anh gần đây hả? Nhà đây luôn. Cái này do mưa lớn quá sao? Do nó ít có mưa nhiều. Do ít lắm nó. Cái này là mình gọi chính xác là cái khu vực này gọi là tên gì anh? Châu Lăng. Chi Lăng hả? Châu Lăng hả? Châu Lăng. Là đường Chi Tôn Ba Chúc phải không? Dạ, yeah. Châu Lăng đường Chi Tôn Ba Chúc. Hình như nước cấm là hướng bên đây phải không anh? Nước cấm là hướng bên đây. Rồi, cảm ơn anh ha. Ở Long Xuyên nè anh. Rồi, bắt cá trên lộ luôn nha quý vị. Rồi cá lên lộ luôn rồi. Ở đầu mình đi dài dài ra hướng hướng ra Chi Tôn rồi mình về Long Xuyên quý vị ơi. Mình lên đây mình quay cho bà con xem nước ngập như thế nào, rồi có gì ngày mai mình quay tiếp nè. Cái này tối rồi quý vị ơi, ghê quá. Yeah. Đây nè quý vị. Tràn vô nhà luôn rồi. Vào nhà được không? Hỏi ra thử ra. Thì đi vô được không mà hỏi có gì đó. Mình có cái thì sợ đi vô nó có sao không nè. Rồi múc kia mà tới qua đầu gối luôn rồi. Có cái gì dưới đây nè. Không có được. Qua đầu gối luôn rồi, hầm thôi, hay thôi, gì thôi, đó. Thôi, đi không được rồi. Rồi, xong luôn. Rồi, xong luôn, ướt quần luôn. Đây, quý cô chú anh chị, nhà trong của anh đó là... Vô, đi không được. Không được, té. Cái dòng sông nó nước chảy cuộn, rất là ghê luôn. Mình đang đứng trên lộ mà gì nè quý vị. Nè. Vô luôn hả? Đi, vô thử coi. Nè, anh qua. Nè, anh qua em thử coi. Nè, em đi mà tới đây luôn rồi nè. Vô đã vô luôn đi. Không biết có hố gì vô không nữa. Kệ đi, nè. Nắm tay hai anh em đi. Thôi đi dọn trước đi. Quần tôi ướt luôn rồi. Thì càng, ướt rồi chứ sao vậy? Càng sâu nè. Càng sâu. Nè. Qua đầu gối luôn rồi. Lên tới. Vô tới đây nước nảy dữ trời. Ôi, nước mặn quá, ghê quá.
Đây mình vô mình quay cho bà con xem cái ngôi nhà của một anh ở đây là nước ngập như thế nào quý vị. Đi trên bờ mà cũng như là đi dưới nước vậy. Nhớ đây nè. Quý cô chú anh chị, đây là ngôi nhà mình ở gần đường Chi Tôn Ba Chúc phải không anh? Châu Lăng. Châu Lăng Chi Tôn là nhà nước ngập nè. Đây mình vô nhà mình quay cho bà con xem luôn là nước ngập như thế nào nè quý vị. Vô luôn. Này đi ngập nào vậy anh? 4:15. Mà nước thì giác này với sáng giờ là nó giác sáng tới mấy đó anh? Sáng tới mấy luôn anh? Vậy là bây giờ bớt rồi ha. Ngủ nhà mãi là ngủ đâu anh? À, bên kia hơi cao hơn chút ha. Bên kia cao. Vậy giờ có mình anh bên đây. Rồi ngập bên đây nè. Em cho em đi quay thăm sắp vợ con lúc khóc rồi cha không còn ba cái con gà con vịt trôi hết luôn mấy trăm con gà vịt trôi trơn luôn hả? Trời ơi ngập hết. Ấy dạ. Lúng hả? Đúng. Chết bà không? Ở dưới đây đất hả? Dạ. À. Nói gà vịt bị gì á? Trôi. Trôi hết rồi. Trôi đâu hết lại? Trôi hết. Nhiều quá. Nó không kịp trôi hết trơn rồi. Mấy trăm con luôn. Mấy trăm con trôi hết trơn luôn. Dạ. À, nãy em tính đâu ít chứ ai giờ đâu rồi. Nhờ tôi bán bò rồi, không gì nhập. Anh nuôi tới mấy trăm con rồi hả? Nó bị cho hết mấy trăm con gà, mấy trăm con vịt luôn. Bây giờ cái gì trong này nó bị gì đây? Mới đổ. Đổ chưa cán nữa, nó trôi nó muốn hết luôn rồi. Theo như anh đổ có chừng nào nước nó cạn hả? Không phải, nếu mà không mưa sáng nước hết rồi. Lúc hết hả? Dạ. Hồi xưa giờ bao lâu rồi nó gặp trường hợp như vậy được bao nhiêu lần hả? Không có khi thì 4-5 năm mới có một lần. Ừ. Đó giờ nhà anh có bị hoàn cảnh cái trường hợp như thế này lần nào chưa? Lần 2 đó. Lần 2 hả? Dạ. Hồi năm 2017 bị ngập gì đó lần mà nó ngập rút cái mau hơn cái này. Ừ. Mà lúc trước nước nhiều hơn này không anh? Ít hơn. Ít hơn hả? Vợ con anh đi ngủ ở chỗ khác hết anh? Dạ, đi ngủ chỗ khác rồi. Cảm ơn anh ha. Dạ, rồi em cảm ơn nha. Nãy anh nói anh tên gì? Chanh. Chanh hả? Bà. Anh làm băng ấp hả? Phó băng ấp. Này mình thuộc về ấp gì anh Chanh? Ấp Hoàng Hòa. Ấp Hoàng Hòa hả? Xã gì anh? Xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn. Rồi, cảm ơn anh Chanh ha. Nước mau rút ha. Cái này của chúng trong thuộc của bảy núi luôn phải không anh? Dạ. Rồi mình đi dạ. Rồi em cảm ơn nha. Ô ba đó đó xuống bên đó chụp hình. Nước thì tới đó đó các bạn. Đó. Đó phụ nữ đó. Đó là ngập tới ngực. Rồi ơi.
Vô trong đó là ngập tới ngực vậy luôn hả? Dạ. Trời ơi, tới đây luôn đi, đang có thở đó đó. Bây giờ này mấy anh đi đâu hả? Đi chơi thay anh em, từng bộ ở đây nè. Đi theo anh em. Nhà anh gần đây không? Nhà anh gần đây không? Ồ, trong hẻm. Gần đây nè, sắp đây đi nè. Đi được đâu? Ờ, mà sao mà chỗ này nó sâu mà nhà anh nó cạn. Bên này cạn, bên kia sâu. À, bên này. Đường đó ha. Ờ, cái đường, à, đó. Cái đường hẻm bên đây nó sao? Đường hẻm bên đây nè, đi qua đây nè. Bị trôi luôn. Anh quay nè, cái đường này nè. Ừ. Cầm dây đi. Ờ, nó băng vô nhà, mấy cái nhà nó ngập hết trơn. Ở trong nhà còn ngập dữ hơn nhưng mà trời đâu nữa. Trời ơi, trời, cái này đâu băng đâu. Nó đó. Nó đúng. Nhà con không ở đâu. Đi nhờ nhà đang khác. Ngủ. Trời ơi. Đó, cái đó đó. Cái này con đỡ nè. Đỡ nha. Ừ. Nè, thấy làm ăn đi tới lui coi có bà con nào giúp đỡ anh giúp ha. Đỡ nó tiếp anh em. Chứ anh em mệt. Tại vì mình tiếp anh em tạo nó xuống ba cái lầy này nè, nó sụp người ta chết đó. Ở đây có nữa hả? Lầy nè, nó lầy chỗ mà à, mưa đó. Em đi thẳng ra ngoài đó được không? Đi bên kia anh. Mà đó cản không? Ở đây cản không? Ở đây hả? Dạ dạ dạ. Ờ, qua anh đây. Anh bước qua bên kia đi. Dạ. Kia mới độ nồi nữa. Dạ. Ê, thôi ra đi. Lấy rồi. Lấy đi. Ngập. Không có còn ngủ nữa. Có cái chỗ này đi được không? Thẳng luôn nha. Rồi. Dạ, chụp hình dạ. Anh này đi cũng như kia kìa. Dạ, cái gì mà mới mình tiếp tục. Ừ. Dạ, dạ. Rồi, sáng mời anh ha. Dạ, dạ. Rồi, chào mấy anh em hết rồi. Dạ, dạ. Cảm ơn cô anh. Dạ. Cầu mong cho, cũng cầu mong cho nước lũ nó mau cạn cho bà con đây bớt khổ ha. Dạ, cũng hy vọng là vậy. Thôi đi đâu mà chơi nước em gái. Nước ngập. Đây quý cô chú anh chị và bà con đang một số người thì đi du lịch, còn số bà con thì đang đi đâu về tối nè, quý vị cũng phía trước rất là đông nha, mình thấy đông lắm nha. Ở đây nước ngập cũng như là mình gọi là cái gì nè, giống như cái gì nè, biển, giống như biển vậy hả? Ừ, như biển kì cũng nói kìa, anh đi qua ảnh vậy toàn là giống như tối rồi. Tối không có thấy, mình thấy thôi chứ nó như là hả? Nó mênh mông đại hải vậy. Ồ, dần kìa, xe kìa. Đi dạ. Đâu vậy tối vậy? Lộ lại hả? Lại ở đây có nhà trọ không vậy? Không biết, bây giờ lên xe ngồi. Dạ, ơi. Cái dạ. Sao gọi giùm dạ. Vậy cứ đi ngay giữa là được á. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây ha cô chú anh chị các bạn. Thì sáng mai mình sẽ tiếp tục mình đi, mình sẽ quay cho các bạn coi trên nó còn ngập hơn nữa. Để.